Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Quảng Bình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt. Các trường học chủ động khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đồng Hới vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố và các địa phương đơn vị đã sớm kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão, chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác kiểm tra rà soát hệ thống điện, các công trình thủy lợi được thực hiện thường xuyên. Sự chủ động trong chỉ đạo điều hành và phối hợp từ tỉnh đến thành phố và các xã phường ngày càng hiệu quả. Thời gian tới, thành phố Đồng Hới sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Trong đó, tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn các công trình đang khai thác, sử dụng, thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa nước và cổng tiêu thoát úng lũ, tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật nghề cá, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới khen thưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt theo dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phân bổ 3.846 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lũ. Trong đó, huyện Lệ Thủy được bố trí 1.090 triệu đồng hỗ trợ cho 90 hộ dân, huyện Quảng Ninh được bố trí 984 triệu đồng hỗ trợ cho 82 hộ dân, huyện Bố Trạch được bố trí 158 triệu đồng hỗ trợ cho 12 hộ dân, thị xã Ba Đồn được bố trí 568 triệu đồng hỗ trợ cho 45 hộ dân và huyện Quảng Trạch được bố trí 1.046 triệu đồng hỗ trợ cho 77 hộ dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã phân bổ nguồn kinh phí theo đúng mức vốn hỗ trợ và đối tượng đã được rà soát, đồng thời thực hiện việc thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành. Dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam do Quỹ khí hậu xanh tài trợ và sự hỗ trợ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc được bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2017 với mục tiêu tăng khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Thông qua nhà ở an toàn cho cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng. Hôm qua ngày 6 tháng 9, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Quảng Bình đã về các địa phương bị ngập lụt nặng để giúp nhân dân và các trường học ổn định cuộc sống sau lũ. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại trường Trung học cơ sở Phù Hòa, huyện Quảng Trạch sau lũ. Trước những khó khăn của người dân vùng lũ, công an Quảng Bình đã thành lập nhiều tổ công tác về các địa phương vùng lũ để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là 17 trường học trên địa bàn bị ngập sâu trong nước. Sau khi lũ rút, Ban chỉ huy công an huyện chúng tôi đã chủ động bố trí 3 tổ công tác là gồm 100 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về các địa bàn ngập lụt và khắc phục hậu quả, đặc biệt là các trường học là bị ngập lụt thì chúng tôi đã bố trí toàn thể lực lượng là về các địa bàn trọng điểm ở các trường học khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh, khang trang trường lớp, tập trung để cho toàn thể các trường là sớm hoàn thiện khang trang để bố trí cho các em sớm vào năm học mới. Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân ở các rốn lũ của Quảng Bình như Quảng Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa rất cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm kịp thời của lực lượng công an khi thiên tai bão lũ xảy ra. Các anh đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi hoạn nạn và tận tình giúp đỡ nhân dân khi mưa bão đi qua để giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng vừa phối hợp với huyện đoàn Quảng Trạch giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả. 100 đoàn viên thanh niên thuộc tỉnh đoàn Quảng Bình và huyện đoàn Quảng Trạch đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, soạn sửa các trang thiết bị, bàn ghế tại các trường học của hai xã Khánh Hòa và Phù Hòa. Dịp này, đại diện tỉnh đoàn Quảng Bình đã đến thăm hỏi động viên và trao 20 xuất quà cho các gia đình chính sách của xã Phù Hòa, trị giá mỗi xuất quà 500.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên. Qua đó, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Sau khi lũ rút, các trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã huy động vật tư, phương tiện tại chỗ, khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đợt mưa lũ vừa qua, hơn 30 trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã bị ngập nước. Ngay sau khi nước lũ rút, các trường học đã chủ động dọn dẹp vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 9. Thì ban thị xã để tiếp tục là chỉ đạo các địa phương đơn vị, đặc biệt là các nhà trường là và các cái đơn vị xung kích hỗ trợ cho các cái nhà trường để là nạo vét bùn để là trường được khang trang sạch đẹp để là lớp học trở lại bình thường trong điều kiện sớm nhất có thể. Trường tiểu học Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc nằm trong vùng thấp trũng thường xuyên bị ngập lụt. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước tràn vào các phòng học khiến ban ghế, đồ dùng dạy học của nhà trường vốn đã cũ lại càng xuống cấp nhanh hơn. Sáng nay là được cán bộ công nhân viên chức của nhà trường và lực lượng đoàn thanh niên của thị xã, công an thị xã là để giúp sức. Hiện tại là ban ghế đã được lau chùi và sân bãi là cũng đã được quét dọn. Cùng với cán bộ giáo viên nhà trường, lực lượng công an thị xã Ba Đồn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đến các trường học để giúp dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Công an thị xã Ba Đồn đã là xung kích và tích cực giúp đỡ hỗ trợ người dân và đặc biệt là các trường học trên địa bàn dọn dẹp và khắc phục hậu quả sự cố sau lũ lụt để đảm bảo quá trình học tập sinh hoạt của người dân trên địa bàn được tốt. Thì trong thời gian tới, công an thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục giúp đỡ và khắc phục hậu quả của lũ lụt. Trong nhà trường huy động toàn bộ chị em đến để mà tập trung dọn sau khi lũ để có một cái môi trường sạch sẽ để tạo cái không gian để mong là thời tiết có nắng lên để các em được sớm được đến trường. Hiện nay ở một số xã vùng Nam, nước lũ chưa rút hết nên việc khắc phục thiệt hại vẫn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và các trường học tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ để học sinh và giáo viên sớm trở lại trường lớp. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nước rút, cả địa phương vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Bố Trạch đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ. Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó, cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh của 17 trường học vùng ngập lụt đã tiến hành vệ sinh phòng học, sân trường để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường. Sau khi nước rút thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các cái ban ngành đoàn thể, để các tổ chức công đoàn cùng với nhà trường thì huy động cái đội ngũ giáo viên, nhân viên đến và kịp thời dọn dẹp. Hơn 850 hộ dân bị ngập lụt ở các xã Hưng Trạch, Phúc Trạch, Liên Trạch cũng đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom các loại rác thải, sửa chữa các điểm giao thông bị sạt lở. Ở khu vực chợ Xuân Sơn và khu vực trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, các cơ sở sản xuất, lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang khắc phục hậu quả để sớm đưa hoạt động du lịch trở lại hoạt động bình thường. Điện lực Bố Trạch đã huy động cán bộ, nhân viên sửa chữa 29 trạm biến áp để kịp thời cung cấp điện trở lại cho hơn 4.000 khách hàng. Ngành Y tế huyện Bố Trạch đã chỉ đạo cán bộ y tế cơ sở hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh. Sau khi nước rút thì chúng tôi đã nhận được cơ sở hóa chất và thuốc phòng chống dịch của trung tâm y tế chuyển về, và chúng tôi cũng đã họp y tế thôn bản cùng với trạm y tế phân phối các cái hóa chất để về tại các hộ gia đình và tiêu trùng khử độc, và đồng thời là chúng tôi cũng xử lý kịp thời những cái bệnh mà bà con mắc phải. Cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể cũng huy động lực lượng về tận cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã tổ chức kêu gọi là các đoàn xã cũng như các đoàn trường học tổ chức lập các đội tình nguyện, đặc biệt là cũng có cái năm tổ thì khoảng 400 đoàn viên cũng đã đi về là các cơ sở để thu dọn cũng như là vệ sinh cho là những điểm công cộng, trường học để giúp các cái vùng lụt sâu như là Liên Trạch, Sơn Trạch. Đối với một số khu vực dân cư, nước vẫn chưa kịp rút, huyện Bố Trạch cũng đang khẩn trương thống kê thiệt hại để triển khai các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống. Lúc 6 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hồ Chăn, sinh năm 1989, ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối ngày 2 tháng 9. Qua 4 ngày tích cực tìm kiếm, đồn biên phòng Sa Mai, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân bản Pa Chong, xã Trung Hòa
đã phát hiện thi thể chị Hồ Chân, sinh năm 1989, ở bản Pa Trong, xã Trung Hòa, bị tử nạn do đợt mưa lũ vừa qua. Gia đình và cả cơ quan chức năng đã nhận diện đây là thi thể của chị Hồ Chân. Đội biên phòng Gia Mai và chính quyền địa phương cùng với gia đình đã tổ chức mai táng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 4 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận gần 3.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có một trường hợp tử vong tại thành phố Đồng Hới. Hiện tại, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra ở 8 trên 8 huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh. Các địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao là Bố Trạch 861 ca, thị xã Ba Đồn 833 ca, huyện Quảng Ninh 471 ca, huyện Minh Hóa 408 ca, huyện Quảng Trạch 350 ca và thành phố Đồng Hới 239 ca. Hiện đang trong mùa mưa bão, nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trong đó có dịch sốt xuất huyết tăng cao. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống, đi góp phần cùng với ngành y tế khống chế, đẩy lùi, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng và kéo dài. Sau khi lũ rút, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã phát động người dân ra đồng diệt chuột. Sau mưa lũ, hiện tượng nước dâng khiến nhiều địa phương phải đối mặt với nạn chuột di chuyển nơi trú ẩn và phát triển nhanh, nguy cơ gây ảnh hưởng lớn cho vụ sản xuất tới. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân tại các xã vùng thấp trũng như Vạn Trạch, Tây Trạch, Bắc Trạch khẩn trương triển khai diệt chuột, phạt quang bụi rậm các bờ đê, bờ kênh và các ổ chuột, nơi chuột dễ đào hang trú ẩn nhằm chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ đông xuân. Vào sáng ngày 8 tháng 9, tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng sẽ diễn ra giải Revive Marathon Xuyên Việt 2019. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho giải đã hoàn tất, sẵn sàng cho giải đấu diễn ra thành công. Giải Revive Marathon năm 2019 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bình Hành Đan phối hợp tổ chức. Tham gia giải có khoảng 1.000 đến 1.500 người là công dân Việt Nam và nước ngoài, thi đấu trên các cung đường chính tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ làm ngập cả tuyến đường tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng. Vì vậy, ban tổ chức đã huy động các lực lượng dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo các cung đường thi đấu được thông suốt an toàn. Bên cạnh đó, các công tác hậu cần khác như tập huấn tiếp nước cho tình nguyện viên, chuẩn bị sân khấu, y tế, đảm bảo an ninh trật tự cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho giải đấu diễn ra thành công. Dự báo thời tiết Quảng Bình cho chiều ngày 7 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 95%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 76 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 93%. Khu vực thị trấn Quần Hào mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 94%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, biển bình thường, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.